chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Nên quyết xử lý vụ Thủ Thiêm, liệu Lê Thanh Hải có bị tóm hay không? Sau khi tóm tất thành cang, ông Nguyễn Văn Nên đăng đàn lên báo xác định ông sẽ xử lý vụ Thủ Thiêm. Đây không khác gì là một tín hiệu tuyên chiến với thế lực cũ đang trụ rất vững tại đất Sài Gòn. Một thế lực mà ông Nguyễn Phú Trọng 5 lần 7 lượt định dẹp nhưng dẹp không xong. Kể từ ngày 17 tháng 10 khi mới về Sài Gòn đến nay, ông Nguyễn Văn Nên chưa thể hiện gì ngoài im lặng. Tưởng ông này chỉ là một cán bộ được ông Trọng cơ cấu như bao trường hợp khác. Nhưng ngày càng cho thấy ông Nguyễn Văn Nên là một con người thực sự hiện thực sứ mạng đặc biệt của Nguyễn Phú Trọng. Và sáng ngày 22 tháng 12, ông Nguyễn Văn Nên đã xuất hiện cho buổi họp mặt các quan chức quân đội về hưu của thành phố này nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì ông Nguyễn Văn Nên đã có nhắc đến vấn đề Thủ Thiêm như muốn thông báo với các lãnh đạo lão thành rằng tôi sẽ xử lý những người nào đã gây ra sai phạm ở Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên đang nói về Thủ Thiêm. Ông Nên biết hơn ai hết, thế lực cũ đã và đang bám rễ rất sâu trong bộ máy của chính quyền. Nếu không lấy lòng các lãnh đạo lão thành thì khó mà xử lý được những con cá mập lớn. Ông Nên đã nói như sau. Quan điểm là không tránh né, sai chỗ nào làm rõ chỗ đấy. Người nào sai xử lý người đó, tổ chức nào sai xử lý tổ chức ấy với động cơ trong sáng nhất. Và ai cũng biết hiện nay có 3 ông với sai phạm rất lớn nhưng chưa có ai bắt được. Đó là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Vậy liệu Nguyễn Văn Nên có làm được chuyện đó hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Văn Nên cho biết như sau. Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng sự đóng góp to lớn của các lực lượng vũ trang, cán bộ, tướng lĩnh quân đội. Đáng lẽ ra ngày kỷ niệm thành lập quân đội, ông Nguyễn Văn Nên ôn hòa để kể lại về những kỷ niệm và chiến công của ông ấy. Cùng ông tướng già thì ông lại đá lộn xong chuyển sang vấn đề về Thủ Thiêm với những người này. Lễ kỷ niệm thành lập quân đội chỉ là cái cớ. Thực chất ông Nên muốn thông báo với việc chuẩn bị đánh Thủ Thiêm và nhân dịp này cũng tìm kiếm sự ủng hộ của các thế lực cũ. Nói về công tác phòng chống tham nhũng, ông Nên cho biết thời gian qua đó có những trường hợp cán bộ vấp ngã và bị xử lý kỷ luật. Đó là niềm đau nhưng cũng là nguyên nhân để chúng ta rút kinh nghiệm trong công tác quản lý về một số trường hợp không có kinh nghiệm. Không đảm bảo được yêu cầu về quy định pháp luật dẫn tới những sai sót vi phạm đáng tiếc. Chúng ta tự nhắc mình, kiểm điểm mình và rút kinh nghiệm đừng để điều đó xảy ra. Ông Nên đã nói và cho rằng chúng tôi thấy mình có trách nhiệm ở trong đó. Trong cuộc họp, ông Nên cũng đã nói như vậy. Không biết ý của ông Nên nói về từ trách nhiệm có ý nghĩa gì hay không. Phải chăng chuyện ông cho công an thành phố bắt Tất Thành Cang vào hôm 14 tháng 12 là thể hiện trách nhiệm của bản thân ông? Và việc bắt Tất Thành Cang, có thể nói ông Nên mới về thành phố mới có 3 tháng mà đã làm tốt hơn 3 năm của ông Nguyễn Thiện Nhân. Tuy nhiên, từ việc bắt được Tất Thành Cang cho đến tóm được ông Lê Thanh Hải là khoảng cách xa vời vợi. Còn một thời gian dài nữa thì mới có thể biết được Nguyễn Văn Nên có làm nên chuyện hay không. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên tại kỳ họp. Nói về Thủ Thiêm, ông Nguyễn Văn Nên cho biết hiện nay có 3 vấn đề lớn xung quanh dự án này. Đối với cán bộ có sai phạm liên quan, cơ bản đã xử lý rồi. Đối với người dân, vừa rồi thành phố có phối hợp với Thanh tra Chính phủ đã công bố và đưa ra hướng xử lý. Tuy nhiên, ông Nên vẫn còn cự ly giữa chính quyền và người dân, do đó vấn đề này sẽ được tiếp tục xử lý. Chúng tôi tin tưởng rằng vì sự nghiệp phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói chung và thành phố Thủ Đức nói riêng thì chắc chắn chúng ta sẽ sớm giải quyết được vấn đề Thủ Thiêm. Ông đã nói như vậy. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là ông Nguyễn Văn Nên sẽ thu hồi được gì về cho nhà nước và công quỹ của người dân. Với những dự án béo bở trong khu đô thị mới Thủ Thiêm ấy, hơn 20 năm qua quan chức thành phố Hồ Chí Minh đã phớt lờ nỗi oan khuất của người dân để lo chia chác những miếng ăn thơm ngon với nhau. Đất của dân trị giá thị trường hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng đền bù cho dân chỉ có 18 triệu đồng mỗi mét vuông mà thôi. Trong khi đó, đầu nậu sang tay cưỡng chế đất lấy bán 350 triệu đồng mỗi mét vuông. Những khoản tiền chênh lệch rất lớn trong vấn đề cơ cấu đất đai ấy đã nuôi những con người như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa, Tất Thành Cang trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Riêng Tất Thành Cang còn ký giao cho Đại Quang Minh thi công 12 km đường trong khu đô thị với giá 12.000 tỷ đồng, giá đắt đến nỗi báo chí gọi là con đường dát vàng. Lần này,
ông Nguyễn Văn Nên họp bố lão quân đội nói rất nhiều về Thủ Thiêm. Ông Nên cũng cho biết ông đang ngồi lại để bàn và tìm cách xử lý và đừng để tài sản của nhà nước thất thoát. Chỗ nào có thất thoát thì cương quyết thu, chỗ nào có vi phạm thì xử lý. Lời khẳng định ấy lấy lại tài sản nhà nước bị thất thoát thì dự án 12 km đường ấy là một trường hợp. Giờ ông Tất Thành Cang đã ở trong tay ông nên có thể nói ông Nên có thể khai thác ông Cang bất cứ lúc nào. Nếu thực sự ông Nên mà khui được vụ này thì sẽ gây những chấn động trong xã hội. Và thành trì của Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa có thể lung lay. Đây là hình ảnh Thủ Thiêm, một điểm nóng đang đợi Nguyễn Văn Nên. Ông Nguyễn Văn Nên có cái lợi là ông chính là người được Trung ương ủng hộ mạnh mẽ. Ông Nên từng làm việc và tham mưu cấp cao ở Trung ương, hiểu rõ ngõ ngách quyền lực và cách thức thực thi quyền lực của các ban ngành trên Trung ương. Vậy liệu ông có dám làm không? Trước mắt bắt Tất Thành Cang cho thấy ông là người dám làm chứ không phải nhu nhược như Nguyễn Thiện Nhân trước đây. Ba vấn đề lớn của Thủ Thiêm đang đợi Nguyễn Văn Nên trong buổi gặp mặt. Ông Nguyễn Văn Nên cho biết ông đang triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 11 với quan điểm kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển một cách nhuần nhuyễn hơn. Ông nói, với những thành tựu thì chúng ta tiếp tục phát huy, cái gì chưa làm được thì tiếp tục làm, cái nào dở dang thì tiếp tục xây dựng, cái gì cần phải uốn nắn sửa chữa thì tiếp tục uốn nắn sửa chữa và thậm chí việc gì sai thì phải xử lý. Cái này rất rõ ràng, xử lý trên quan điểm là không tránh né, sai chỗ làm nào để xử lý chỗ đấy, người nào sai xử lý người đó, tổ chức nào sai xử lý tổ chức ấy với động cơ trong sáng nhất. Và quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn thì bao giờ cũng dùng từ đao to búa lớn như thế. Và trong lời phát biểu, ông Nên có nói về động cơ trong sáng. Vâng, từ mà khá nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hay dùng, nhưng cuối cùng thì quan chức Cộng sản vẫn tham và đầy ra đấy, vẫn tham nhũng khắp nơi mà chẳng hề có cái gọi là động cơ trong sáng nào cả. Về vấn đề Thủ Thiêm, ông Nguyễn Văn Nên cho biết hiện nay có 3 vấn đề lớn xung quanh dự án này. Đối với cán bộ có sai phạm liên quan, cơ bản đã xử lý rồi. Đối với người dân, vừa rồi, thành phố phối hợp với Thanh tra Chính phủ đã công bố và đưa ra hướng xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn cự ly chưa gặp được nhau. Do đó, vấn đề này sẽ được tiếp tục xử lý. Đây là hình ảnh Thủ Thiêm, một thử thách khó vượt qua đối với ông Nguyễn Văn Nên. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có giao cho Nguyễn Văn Nên những thực quyền lớn hay không? Quyền lực và thực thi quyền lực phải cụ thể. Và đã giao quyền lực cho người ta thì phải giao thực quyền để người ta có thể giải quyết dứt điểm như trong vụ Thủ Thiêm này. Nếu không có thực quyền thì sẽ hết bí thư này đến bí thư khác và không giải quyết và sự việc đi đến bế tắc kéo dài. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có nhận ra điều đó hay không mà thôi. Và Thủ Thiêm là một thách thức rất lớn và ông Tân Bí Thư ở thành ủy này cũng đang phải đứng trước điều đó. Và thông tin cho thấy khi Thanh tra Chính phủ mà thọc tay vào vụ Thủ Thiêm thì ông Nguyễn Văn Nên khó mà giải quyết được. Vào hôm 27 tháng 11, Thanh tra Chính phủ đã có 3 giờ đối thoại với đại diện 50 hộ ở 5 khu thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh của quận 2 về ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là lần thứ 4 Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với người dân Thủ Thiêm tính từ năm 2016, là chưa tính đến những lần tiếp xúc của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố với cử tri của quận 2. Theo Thanh tra Chính phủ, trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Chính phủ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp một số bản đồ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch khu đô thị thủ mới Thủ Thiêm. Những bản đồ này, theo ông Võ Viết Thanh, là những bản đồ kèm theo văn bản trình duyệt để Thủ tướng ban hành quyết định 367 mà thời kỳ này ông Thanh trực tiếp báo cáo Thủ tướng. Các bản đồ này cũng được các cơ quan chức năng đóng dấu. Qua kiểm tra, đối chiếu với bản đồ do ông Thanh lưu giữ với các bản đồ do Ủy ban Nhân dân thành phố cung cấp, Thanh tra Chính phủ thấy trùng khớp nhau về ranh giới quy hoạch. Từ đó, Thanh tra Chính phủ khẳng định việc xác định ranh giới quy hoạch Thủ Thiêm tại thông báo số 1483 vào ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng đồng ý, trong đó chỉ ra khoảng 4,3 hectare nằm ngoài ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quyết định 367 là đúng với quy định và thực tế. Theo đó, dự thảo báo cáo người dân tại 5 khu phố thuộc 3 phường không nhất trí với kết luận của Thanh tra Chính phủ tại thông báo kết luận số 1483 năm 2018 về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong khi đó, người dân cho rằng không chỉ 4,3 hectare nằm ngoài ranh giới quy hoạch, mà theo người dân, cả diện tích đất của người dân 5 khu phố đều nằm ngoài ranh giới quy hoạch
mới của Thủ Thiêm như kết luận của Thanh tra Chính phủ trong thông báo số 1483. Người dân cũng cung cấp cho Thanh tra Chính phủ một bản đồ được trích lục từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và được Thanh tra Chính phủ tiếp nhận để xem xét. Người dân cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ chứng minh tính pháp lý của những bản đồ do Thanh tra Chính phủ đưa ra. Theo luật thanh tra là cơ quan của Chính phủ và sau khi tiến hành thanh tra thì kết luận của thanh tra có giá trị pháp lý để xem xét như một nguồn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thiện Nhân dường như đã bất lực trước đó, và liệu ông Nguyễn Văn Nên khi về bắt đầu làm ở đây thì có làm được chuyện gì hay không? Từ năm 2016 cho đến nay cho thấy Thanh tra Chính phủ luôn muốn ép người dân Thủ Thiêm. Như vậy, nếu ông Nguyễn Văn Nên muốn xử lý rốt ráo vấn đề Thủ Thiêm cũng khó vì gặp lực cản từ Thanh tra Chính phủ. Vấn đề Thủ Thiêm có thể nói gần như là bế tắc. Và chưa biết lúc nào những người dân ở đây mới có thể có cuộc sống bình an trở lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nguyễn Văn Nên quyết xử lý vụ Thủ Thiêm, liệu Lê Thanh Hải có bị tóm hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin tuần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.